bạn mình á, là mấy chị em mình tụ họp lại là ăn tháng 5, 5 tháng 5 ha. Tại vì ngày 5 tháng 5 là ai cũng đi làm hết, không có không có rảnh và như bạn không có rảnh lại ăn 5 tháng 5, nhưng mà bữa nay ngày nghỉ mới rảnh lại ăn được ha. Thì cả nhà cùng ăn với mấy chị em mình nha. Giờ đang làm cháo vịt nha, gỏi vịt nha cả nhà. Đây vừa gà vừa vịt luôn, mai mốt có ai lại mà Quế Đỉnh, Quế Đỉnh xưa sàng chào sang thì lại ủng hộ chị mình nha. Đây là bạn mình nó đang ngâm gạo, đang nấu cháo vịt nha. Bà chị bạn chứ không phải bạn, chỉ lớn tuổi hơn mình thôi chứ chị bạn. Còn bên đây cái này nhỏ hơn mình phải kêu bằng em nha. Đang cắt chả giò. Ai cũng dễ thương hết. Chả lụa chứ không phải chả giò nha. Chả lụa. Đang chuẩn bị cuốn bánh tráng nha. Đây. Chị em mình qua đây xem qua xem lại con cuốn bánh tráng. Làm như là thiếu bánh tráng chịu không nổi. Cái chỗ đen đen bỏ đi. Bỏ đi. Không có chơi dơ vậy à. Giỏi quá, bơ tên giỏi quá. Cái này sao vậy đó, ai kêu sắc chuyên nghiệp luôn. Ai kêu mà đặt tên đó làm chi cực không biết. Đặt tên đó làm chi cực vậy. Giỏi mà. Không mốt đổi tên đi khỏi cực. Vậy lấy cái này phải nấu thêm nồi chè nữa nha. Chỗ gói có bự lắm không? Kệ luôn, trộn luôn. Tôi tưởng cái thao giặt đồ. Chưa giặt qua lần nào. Cái này là thau mới chứ không phải thau giặt đồ nha cả nhà. Thau này vui về mà tính giặt đồ chưa có giặt mà để bóp vỡ trước. Đó, chị mình đang bóp gỏi đó nha. Ủa sao gỏi mới bóp gỏi thôi chứ chưa có thịt nha cả nhà. Cái này để làm chú để vô luôn hả chị? Cháu huyết dịch. Wow, quá trời ngon luôn. Thấy là đói bụng rồi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cái này là mấy chị em mình làm đồ ăn xong hết rồi nè nha. Cái này là một lỗ rau. Rau thập cẩm, rau gì cũng có hết. Thấy gửi lịch chưa? Đứng, đứng chưa? Đây. Cái này là chén nước mắm gừng nha. Cái này là thịt cuốn bánh tráng nha cả nhà. Bún, chả lụa. Mời cả nhà ăn cháo. Mời cả nhà ăn cháo. Ăn cháo cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cháo cùng mấy chị em mình nghe. Bữa nay là ngày 5 tháng 5 mà qua rồi nghe cả nhà. Nhưng mà mấy chị em mình giờ mới rảnh đây tụ họp ăn mùng 5 tháng 5 trễ nha. Mà cháu này nấu là ăn vừa đủ không? Ừ. Mời chén chén hết. Được. Tại vì mấy chị em mình là ai cũng đi làm hết, có mình không có đi làm rồi cả nhà. Mình ngày nào cũng rảnh mà thứ bảy chủ nhật không có rảnh. Tới nào bánh xèo chị mà sợ chiên xong rồi nằm luôn rồi ăn không có nổi nữa, nóng xèo quá nấu rồi xèo luôn á, bởi vậy cuốn đỡ đi. Bữa nay ai cũng đậm đậm hết mà mọi giá đắt luôn cả nhà. Ai cũng điệu hết mà phải gọi với đất. Nói chuyện là mình nấu cháo gật ngon quá trời ngon luôn cả nhà. Đi thịt bên Việt Nam mình bán luôn. Bán thì á hả? Ăn đảo dễ sợ. Mình làm cái gì đó ổn định. Làm như vô đây dùng nước teo lên. Có cần thêm không? Nhớ bỏ đi. Thôi. Thôi, nó làm thì nó bán. Mà ăn đông đông thì nó vui nữa. Rồi, nó cũng không có đâu. Bán thịt ăn quá hả? Tiền có nhiều, đã ăn rồi. Đã luôn. Mát rồi chị, ăn nhỏ còn em rồi, cái này ba cháy luôn. Một mình em ăn. Cháu này mình ăn ngon, mình đã ăn. Tức nói hả, chim bánh xèo ai cũng la hết á. Em tâm lên chim bánh xèo nó ai cũng theo lên chim bánh xèo nữa. Em thương yêu đó. Chị lo chị cũng làm bánh xèo. Đây
người ta không ăn bánh xèo mà thấy em đăng lên á, người ta nhớ bánh xèo. Anh chỉ thiệu thiệu thôi mà. Thiệu mà ai cũng bắt chước nó hết trời. Rồi hả, mình không ăn bánh xèo mình ăn gỏi. Nói dịch này là nhờ chị Thủy đó. Hãy cảm ơn bà nha, có đọc ăn đó nha. Là chị Thủy nhắc á. Không có ăn rau mà không có ăn cỏ dịch mà. Đúng rồi, em định nấu canh gà. Ai bữa cuốn mà ăn canh gà mới ghê chứ. Rồi chị Thủy nói thèm cỏ dịch rồi thôi, làm cỏ dịch. Ăn nhiều đi chị. Em mà nấu mình em ăn thì được, chứ nấu gì em muốn nấu. Giấu nghề không? Giấu nghề đó. Cái này giấu nghề nè. Rồi cắm tôi làm ăn được không cắm? Được. Làm với ăn ngon. Cái bà đâu? Nó có làm được không? Đồ ngon không này? Những chơi ha, những chơi với Mười Hiền. Giờ mới mốt là kêu Mười Hiền là family nha. Family là gia đình á. Ừ. Cái này muốn lạnh cho phải nấu nữa. Ai thử nấu đâu, thì nấu đi em. Nấu là nấu là cháu rồi, đừng có nấu gì nữa. Nấu cho một nồi bự luôn phải không? Ai không hết xác định vậy đúng không? Đó, đúng không? Mời ta trang ở cuốn chị. Mời cuốn nhà. Ngồi này là giống như Việt Nam mình luôn đó nha. Ngồi dưới đất không à. Việt Nam mình là ngồi dưới đất. Cứ ngồi ăn nó thoải mái. Ngồi dưới đất này mặt nằm. Giấu hết trơn đâu mà loại đâu. Nhỏ mặt kìa lắm. Không quen không? Không có lần ăn không quen kẻ thớt. Không ai đổ thì nó ra nó ngồi cằn. Nấu cắm đỏ ăn không? Nấu cắm đỏ ăn cằn quá. Nói gì đi chứ. Đi bánh thôi là nó ăn. Nó qua ngày sau nó lại ăn. Để ăn cái kỳ chắc ai cũng quen. Mùng 5 tháng 5 ăn muộn nhưng mà chắc là ngon. Đó, cháu nha. Giờ lên tiếng rồi đó. Ai coi giúp Mười Hiền à? Cũng hỏi cho Mười Hiền nghe. Dạo là con like xin. Dạo là con like xin nói. Trời ơi, chúng ta không uống bia, tôi nhảy cười gần chết. Đứa nào cũng nhảy từng chùa, không xỉu luôn. Nhảy vô mình nhỏ như vậy á. Tôi định muốn chết. Trời ơi. Cái dĩa này tao đứng lên không ai mà nhúc nhích. Chưa em đứng lên. Dĩa là dĩa quả cuốn mà anh ơi. Cẩm bà đứng lên. Kéo nó con. Nhắc nổi rồi, nhìn ngon rồi. Chết rồi, cẩm bê quả cuốn nhích nhờ. Ăn cái này nhanh đói lắm nè. Như kiểu dĩa no, nó không vô nó ngon. Ai nước này nó ngon. Bây giờ là tím gối, phải có cái gì bóc ăn mẹ. Cho tâm cái cháo không ạ? Cháo ngon quá. Nó nhỏ nó ăn vô
như treo miếng ăn về mắt luôn. Ăn coi như nó bọc. Dạ không. Cái này là phải chắc đem về mới được chứ. Nó lo quá luôn. Để tự giờ nó trong lòng để ăn vừa vừa là tới sắp đem về cho chưa có xí trong người nó xí chưa kêu là chị nhớ liền nữa là tôi thấy gọi cuốn làm dễ thời nhỏ đã thời cuốn ấy mà biết tôi đang gầu trong bụng không biết mà tôi biết mà cháu mà dư còn dễ thử gọi cuốn mà dư rồi bữa nay tôi nói vào sao Vương ơi mua ra nhiều đó là nó dư các bạn các tỉnh rồi Vương ơi chết tôi luôn rồi. Lấy đi mua đồ mà em quên có đi ví dụ bốn đi cái em lột trong tủ còn được bọc bữa đó cảm nó đưa bạch kia thắt hai cái máy giặt cũng là cái thương hồng rồi xin có đỡ đỡ nó thật nó vẫn ngon mày ngon ăn nó ngon chứ nha giỏi nó bữa nào nó làm dâu đẹp trời bữa nay tôi thấy trời bữa nay tôi thấy khai môn mà tôi muốn xỉu luôn mà cái này mồm nó nổ tóc luôn ở đâu cho chị cũng nhỏ hay cũng bự vừa vừa không được có ổn tôi mua rồi mua cái gì là hấp ra nha có còn phải để thả cổ chi đó mà thả ra thả hết đó rồi là bạn để miếng đường được cổ chi đường và mua sữa bò về đổ vô sữa tươi mình là đổ vô rồi cho thấy xong dùng bỏ vào bọc quấn lại để lên nồi xong ăn cái một sạch khối luôn mình chờ từ lãi từ lãi từ cuối cuộc cái câu là sạch khối không phải là ngủ không phải là ngủ khỏi khỏi mặt đầu nữa này là sạch khối luôn là có sạch nào lãi thì chờ có tâm của chồng nghe đó sạch khối luôn á đó là chắc là mình bây giờ nó cũng quan trọng là cái câu đó ăn xong sạch khối luôn rồi vậy em mốt làm đi sẵn ngữ tôi mai cả nhà ơi mời tới nhà mua cái đó hồi nãy là tôi dịch nhà ăn mà có chị ăn kiếm kia đừng có bị mắc vô đi chứ không mua cái đó về dạ hả nó có mắc kia vậy em món gà món gì bao giờ cho em biết nọ này châu cái gì làm gì hết cái gì con để nắm chặt nó mới có chỗ rồi rồi để lát của em thì thấy nó nhiều cháu rồi rồi mình hên á em mà hết kêu mặt chị không nhớ là chị để giận luôn á về liền á để chị lấy cho em ly nước của chị tắt hết quá ăn rồi cả nhà ăn đủ uống nha nhà vẫn đang ủng hộ chị mình nha cả nhà đăng ký ủng hộ chị mình nha cả nhà cái ủng hộ cho chị hả làm kiếm được tiền á chị làm chuyện thiện nhiều lắm á cả nhà mình hy vọng cho chị mình thành công á ngon lắm luôn á đã có tâm nguyện giúp người lắm á cả nhà có cơ hội là tới đây mọi người làm cho bà cũng ăn ngon lắm luôn á cho bà biết em á ủng hộ chị hết mình luôn á coi ngày cho đi cho chị được lãnh lương chị mới lãnh có mười mấy đồng mà đãi đầu vậy mà cả nhà lỗ luôn mấy chị em ủng hộ nhiệt tình quá phải đãi mà không cho thì cũng không chịu không có phân biệt được cái này mới lắng lên Linh nè anh cháu thầy Linh á cũng lên mua cho em á đem qua lần đó tới giờ nó quên nó áo thịt sạch nước luôn để cho em bắn luôn mà cho nó trước thôi nó sạch nước luôn nó trước ăn phê ăn phê về chứ ăn nó về nó sạch nước chết mà không có
quen chứ quen nó tự giận vậy, nó tự giận vậy. Ừ thôi nó rồi vậy. Nè tính ra hỏi xuống dưới mai đánh được đâu có. Ốc hiếu rồi. Hết rảnh rồi. Đâu có ngủ đâu. Uống ly này là tức ba giờ. Phải làm nhất nữa. Uống trà nữa. Uống trà nữa không được á. Hả? Người ta mà không uống là... Em hả? Vậy em tức làm nhất luôn. Ý đồ không. Chị uống mà chị mất cỡ tí nứt. Rồi nó quá. Thật ơi. Giờ hả em làm biết nè, giờ mang cái xấu nào cũng lội đấy không? Ông nhỏ không lớn gì lội hết quá. Nghe em ăn chay rồi vậy hả? Ai sao làm biết? Làm nhà làm được chay, em ăn biết cay không thôi, em nấu đồ chay em ăn làm. Giờ nhìn cái ăn lại. Anh gửi nữa đi. Thôi, ăn cái gì nổi. Em gói được cái gói này nè. À, em gói còn em no. Em có gói này, em có gạo không á. Thì ăn có nhiều đó, nghĩ là để ăn có 4 hộp mà đứng rồi. Để ăn gói này hả? Là 2 cuốn mình ngồi. Có 4 em ăn ít, em thích bỏ 4 lắm. Thì hả? Bỏ rau thịt vậy đó. Ăn rau ăn thịt mà không ngon cái gói của mình. Ai bỏ thôi, ai bên dụng vô. Thì cái clip của Hiền mà bữa nay mấy chị em mình là lại đây ăn mùng 5 tháng 5 với cả nhà thì cũng đến đây cũng kết thúc rồi ha. Thì Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha, đã xem hết clip của Hiền. Thì bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ Hiền ha. Bye bye cả nhà.